bác sĩ thật là khủng khiếp. Nó chết dưới sông đấy. Này, tôi chắc chắn rằng đây là một vụ giết người giấu xác. Nhưng mà đây là một ca khó đây. Theo nhận định của tôi thì cái xác đã bị phân hủy. Chính vì thế đã biến dạng nhiều rồi. Chúng ta khó mà phân biệt được để xác định tên tuổi hoặc gốc gác của nạn nhân. Sao anh cho rằng đây là một vụ giết người giấu xác? Xác chết tìm được ở dưới sông cũng có nhiều nguyên nhân mà. Đúng rồi, xác chết dưới sông thì có nhiều nguyên nhân. Có thể là do tự tử, có thể là do té ngã. Nhưng bác sĩ Viên, xác chết này tìm được á khi nạn nhân bị bỏ trong một cái bao tải lớn, cột chặt lại, và trong đó có một hòn đá rất lớn. Cái xác này đã nằm trong nước quá lâu, giờ đang trong thời kỳ phân hủy mạnh. Tại sao các anh tìm được nó? Dân trời họ thả lưới và vô tình mắc vào cái bao này. Bây giờ Gabasifin dùng kỹ thuật pháp y làm cách nào đó để xem coi cái xác này chết bao lâu rồi, vì sao mà chết. Chỉ như vậy thì hy vọng tìm ra manh mối. Các anh cứ yên tâm, đây là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ cho tiến hành xét nghiệm ADN và một số xét nghiệm khác. Nhưng qua kiểm tra sơ bộ thì cái xác này đã bị thối rữa khoảng chừng nửa năm trước, và rất khó để phân biệt được kết quả tử vong là do đâu. Và tôi có thể chắc chắn với các anh một điều rằng xác này là xác của một người phụ nữ. Phụ nữ à? Làm ơn đưa cho tôi cái bọc. Cái gì vậy? Phát hiện được gì à? Một hạt lúa. Sao nó lại nằm trong thi thể nạn nhân? Chắc đây là một người nông dân đó anh. Không hẳn đâu. Có thể nạn nhân là một người buôn bán gạo, hoặc ít ra là một người cũng có liên quan đến ngành nghề này. Cậu ra ngoài đem hòn đá vô đây. Để bác sĩ xem coi có thể tìm thêm chứng tích gì không. Chân. Minh, Minh, Minh. À, xin lỗi ông, tôi có việc công chuyện một chút. Chào ông. Trời ơi, anh đến đây làm gì vậy? Chỗ em đang làm việc mà. Thì anh tới cũng có chuyện chứ. Tới cái gì? Tới cái chuyện gì? Có chuyện gì mà mặt hớt hơ hải đi đến đây vậy? Thì anh nghe người ta nói là, nghe nói là có án mạng mới vậy phải không? Đến đây để điều tra án mạng đó hả? Anh nói cho em nghe, thật ra là anh cũng có một người quen bị mất tích. Em tới đây coi phải người đó không? Cái vụ này là bị trượt chân té chết hay là bị đập đầu vậy? Không phải, chết đuối. Chết đuối hả? Ừ. Anh xin nè. Chắc phải. Anh xin. Để bác sĩ xem. Đây là hòn đá tìm được trong cái bao đựng thi thể nạn nhân. Bác sĩ xem. Hòn đá này là nó sao? Anh biết hòn đá này à? Dạ không. Dạ không biết. Anh về nha Binh. Anh nè, anh biết cái hòn đá này đúng không? Nếu mà anh biết á, anh lại anh nói cho cảnh sát để người ta tìm được những cái chi tiết nhỏ của anh nè, người ta phá được án. Trời ơi, anh sợ bác công liên lụy lắm. Anh biết mà anh không nói, tội nặng. Sao? Bộ biết mà không nói là tội nặng. Đúng vậy, anh biết gì về hòn đá này?
Anh quen nó đúng không? Anh biết gì anh kể cho tôi nghe thử nào. Sao? Anh nói đi chứ. Thật sự tôi là thợ xây. Cách đây nửa năm là ông Mát ổng có kêu tôi tới làm một cái hòn nông bộ ở trong sân vườn nhà của ổng á. Thì xây dựng thì có một cái hòn đá nó cũng giống vậy mà nó đặt ở trên cái khối đá mà giờ mất tích, nó mất tiêu rồi. Em nhớ rồi, anh có kể cho em nghe nhà ông Mắc bị mất một hòn đá khi anh xây hòn non bộ, và ổng cứ bắt anh là phải kiếm hòn đá đó về để trám vào chỗ đó. Nhà ông Mắc à? Hòn đá này là một vật chứng rất quan trọng của vụ án. Nếu như nó khớp với hòn non bộ của nhà ông á, thì đây là một chi tiết rất quan trọng. Ê, cậu hãy đưa tôi đến nhà ông á. Hả? Thấy chưa? Nói rồi, giờ liên lụy và dính vô cái vụ này luôn. Mang hòn đá theo. Anh đi đi. Đi đi. Mệt quá. Nào, chúng ta đi. Thành ơi, mày đến đây làm gì? Tao còn cai cứu cái vụ hòn non bộ tao bị mất đi cái hòn đá lớn đó nghe. Đến đây làm gì? Có cái hòn đá mà nửa năm nay em cứ càm ràm hoài à. Xin chào ông Mắt. Chúng tôi có một điều muốn hỏi ông. Ông nhìn đi, hòn đá này có phải là của ông không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cái hòn đá này quý lắm á, nó linh lắm nha, tôi nhớ rất rõ mà. Nó đó. Ủa? Vậy là cái hòn đá này là của ông hả? Sao mà trùng hợp quá vậy? Trùng hợp hả? Trùng hợp với con khỉ. Chẳng phải là mày thích cái hòn đá này rồi mày tới đây mày dở đi luôn hả? Tao chưa tính sổ với mày đó. Ông nói gì vậy? Tôi nghĩ sao tôi đang cắp hòn đá của ông? Vàng tôi còn không thích nữa chứ đừng nói là đá. Ông Mắt, ông nói hòn đá này là của ông. Dạ. Vậy ông có bằng chứng gì không? Đây nè. Đó, mấy ông nhìn nha. Đó, mấy ông thấy không? Đây nè. Đó. Nó ngay như vậy đó. Nó vừa như vậy đó. Không phải của tôi thì là của ai? Ông Mắt à, hòn đá này là tang chứng của một vụ án. Chúng tôi là cảnh sát, đề nghị phối hợp để xử lý. Mời ông lên đây. Ủa, vụ án gì vậy? Gia đình ông gồm có những ai? Ông có thể mời họ lên đây không? Dạ, được. Dạ khoan ơi, Giao ơi, ra đây. Cái gì vậy ông? Dạ đây là vợ. Chào mọi người. Với con tôi. Mọi người ngồi tự nhiên đi. Dạ. Tôi muốn hỏi gia đình vài câu. Ông bà từ trước giờ có quen người phụ nữ nào làm nghề buôn bán gạo hoặc là tương tự như vậy không? Dạ có. Dạ không có buôn bán gạo mà làm lúa, buôn bán lúa. Dạ bà tôi, mà bà đi đâu cũng 6 tháng nay rồi. Dạ bỏ đi à? Dạ, đâu có bỏ đi. Cái này là mất tích chứ không phải bỏ đi đâu. Tại vì nếu như mà bỏ đi á thì sao mà đồ đạc rồi của cải còn ở nhà. Cái này là mất tích á anh cảnh sát ơi. Mà cái ngày mà bà mất tích á là bữa đó là bà có hẹn với tôi đi qua nhà bà đánh bài, mà tôi qua bển tôi chờ hoài không có thấy. Nếu cậu nói như vậy thì kể từ ngày bà tôi mất tích cho đến bây giờ là đúng nửa năm, phải không? Chẳng lẽ cái xác ở dưới sông là của bà tôi hả? Vậy là chị tôi
chết thật sự rồi hay sao? Chết gì mà oan ức quá vậy? Chết gì mà không có toàn thây? Trời ơi, tội nghiệp cho tôi quá. Anh quan hệ như thế nào với bà tôi? Tôi chỉ là người làm công thôi, nhưng mà chị tôi á thương tôi lắm, coi như là em trong gia đình vậy đó. Mà ngay cái lúc mà chị tôi mất tích tôi cũng nghi dữ lắm, mà tôi không có biết là có cái sự tình gì ở trong này nè. Như vậy có khả năng cái xác ở dưới sông là của bà tôi, nhưng chúng tôi cần phải xét nghiệm mới kết luận chính xác được. Ông ơi, tôi dám nói là cái chết của chị tôi có liên quan đến cái nhà này nè. À, không có. À, tôi chỉ làm ăn chung với bà tôi thôi, chứ tôi đâu có biết cái chuyện này. Đến một con kiến mà chúng tôi còn không nỡ giết hại thì làm sao dám ra tay với bà tôi? Chắc chắn là có kẻ ném đá dấu tay hòng hãm hại gia đình chúng tôi. Hả? Đúng rồi, đâu có thể nào chỉ vì một cái hòn đá mà là nói chúng tôi giết người được. Cái hòn đá nó nằm trơ trơ ở đó, thử hỏi với ai lấy trộm không được chứ, đúng không? Dạ. Mà đúng rồi, không chừng cái cậu A này nè ha, giết người xong rồi lấy trộm hòn đá đi nữa đó. Nè, mấy người đó có ngậm máu một người nha. Sao? Mắc mới gì tôi phải giết chị tôi chứ. Ai biết. Cảnh sát, tôi nói dòng một cái điều này rất là quan trọng, là cả cái làng này á, ai cũng biết á, là chị tôi có quan hệ với lại ông Mát á. Vô đây. Từ thôi. Trời, chậm thôi. Trời, làm nhịn kéo đi nhanh quá vậy. Rồi vô đây đi. Anh à, sao anh ghen quá vậy? Sao ghen? Ôi, hôm nay đưa em về tận đây luôn á. Anh có chắc là không có vợ con em ở nhà không? Em sợ quá à. Yên tâm đi. Sợ? Vợ anh đi thăm bà con rồi, mà bà con xa lắm. Mà anh nói thiệt với em á, vợ con không có nghĩa lý gì hết á. Phải không? Cái chính á, là làm em ở đây cái mà sao? Cái mà vui. Làm cho em vui phải không? Ừ. Làm cho em vui thì em có thưởng cho anh nữa. Thưởng hen, nhớ nghe, đi vô thưởng anh hen. Đi thưởng. Sợ quá à. Đi vô thưởng. Có ai không vậy? Vô đây. Sợ ai vượt quá. Vô đây. Chắc không? Chắc. Chỗ này mát lắm. Vô đây. Không có vô trong nhà, có giường đàng hoàng hả? Ở đó nóng, ở đây mát. Ở đây phải không? Mát phải không? Trời ơi, có nhớ. Mát không? Mắt rượi luôn ha. Trời, đừng. Từ. Trời, nhẹ nhàng thôi. Anh nói mát nè. Mát không? Thôi. Hả? Em đi đâu vậy? Sao vậy? Em hỏi anh nha, để trả lời thiệt cho em đó. Thì nói đi. Anh với vợ anh có bao giờ mà tình tử ở đây chưa? Có chưa? Em hỏi khó nói quá. Thấy chưa, em biết liền mà. Em vô sao cái chỗ này tự nhiên em cảm thấy có một cái gì đó nó lấn cấn, mà tự nhiên em nghe một cái mùi gì á của vợ anh á, bực bội quá. Trời ơi, có nhà cửa gì, trồng cái gì, hòn non bộ gì, sao thấy ghét hả? Đó, tôi coi cái gì, còn cái nhà gì vậy, bức tượng gì vậy, cái đầu rồi hai cái chân rồi chính giữa. Trời ơi, ghê quá à. Không được đâu, giờ em muốn vậy nè. Sao? Muốn lén lút vậy. Em muốn khi em về đây rồi đó, em sang bằng hết. Sang bằng? Em không có để một cái gì là đồ cũ lại hết á, tại vì em muốn hai đứa mình phải cái gì đó mới mẻ. Anh ơi, anh ly dị vợ đi, rồi anh cưới em về đó, anh biết sao không? Em trồng lúa đây nè, cái chiều đó hai vợ chồng mình nằm ở trên lúa, trời ơi, nghe chim hót rồi gió thổi vi vu nha. Anh thích không?
để bằng được. Hả? Lúa mà trồng nằm trên lúa ngứa. Ồ vậy hả? Vậy thôi trồng cỏ đi nha. Trồng cỏ. Thích không? Miễn bà hoàng của anh thích là được. Vậy nha, nhớ nhà ly dị vợ nha. Có em về đó, khó thì phải giữ lời đó nha. Anh sẽ ly dị và rước bà hoàng của anh về, được chưa? Nói phải giữ lời đó nha. Ông nói cái gì? Ông ra đi. Ê. Ông ra đi. Tỉnh lại đi mẹ ơi. Nói lên lần nữa coi. Nói lên lần nữa coi. Mẹ ơi mình... Nói, nói lộn. Nói lộn cái gì? Hôm nay tôi quyết sống chết với ông mà. Chuyện đâu còn có đó mà mẹ. Thì ra sáng nay ông dụ tôi với con dao ra khỏi nhà để cho ông tằng tiều với con quỷ cái đó. Cái gì? Bà nói ai? Bà nói ai con quỷ cái? Tôi nói cô đó. Cô ba đi. Mẹ ơi dừng lại đi. Đừng đừng đánh bà này. Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi. Thấy chưa? Rõ ràng chưa? Hai mẹ con sống lại đánh một mình tôi, thấy chưa? Hai chọi một, thấy chưa? Con đâu có đánh. Con can mà gì. Nè, tôi nói cho bà biết nha. Bà nói tôi con quỷ cái hả? Bà nói lại đi. Bà dòm để chồng bà đi. Chồng bà quỳ dưới chân tôi năn nỉ xin tình yêu của tôi mà. Tại vì sao? Tại vì tôi đẹp quá, tôi giàu quá mà. Chứ đâu có như ai kia, vừa già vừa xấu vừa dơ giấy bẩn thỉu. Mày nói cái gì? Mày quỳ. Mày nói cái gì? Khốn kiếp. Ông muốn khốn mày. Khốn kiếp mày. Ông muốn ra. Ông muốn ra. Mà. Đó, bà Quan á là thù hằn bà tôi á, là cướp chồng của bà ta nên muốn là hãm hại bà tôi. Cô nói vậy có đúng không hả bà Quan? Thì lúc trước á, tôi có nghe chồng tôi cũng có này nọ với bà. Tôi giận lắm chứ, cũng muốn chém chết bả luôn á. Nhưng mà gan của tôi á, nó nhỏ như thỏ đế à. Làm sao mà tôi dám giết người được, đúng không? Giết người bộ dẫn chơi sao? Mẹ tôi nói đúng đó. Đàn bà ghen mà ai không biết. Chửi đó, dọa đó, rồi quên đó thôi à. Giết người có ích gì đâu. Đúng rồi. Cô nói cũng có lý. Ngay bây giờ bà Khoa là nghi phạm lớn nhất trong vụ án. Và ngay cả cô cũng có thể là hung thủ. Không, tại các anh không biết đó thôi. Bà tôi ở cái vùng này ai mà không biết. Bà ta nổi tiếng là chảnh chọe và hách dịch, ai cũng ghét hết á, kẻ tù đếm không xuể. Có khi á, người ta mượn hòn đá của nhà tôi để mà vu oan không chừng. Đúng rồi đó. Chưa tìm thấy xác thì khó, trước khi đã tìm được xác rồi thì con kiến cũng không thể thoát. Các người cứ yên tâm đi, sau khi có kết quả của pháp y thì mọi việc sẽ được phơi bày. Hồi nãy mình nhớ không lầm á, là chỉ có cái xác của bà Toai cần được khám nghiệm tử thi. Bây giờ lại có thêm một cái xác nữa. À, chắc là mới đưa vô mà mình không có biết. Dạo này lẩm cẩm lại quên ngay cái thứ mà quan trọng nhất.
nhân. Bỏ lại, bỏ nước lại. Hồng Đa, bà đứng im. Cũng may là chúng tôi đến kịp lúc. Bà định đánh cắp thi thể của bà tôi để biết tàn chứng cứ đúng không? Tôi Bác sĩ không sao chứ? Không, tôi không sao. Bà ta là ai? Bà vô đây để làm gì? Bà ta định đánh cắp thi thể của bà tôi để phi tang chứng cứ. Tại sao các anh biết bà ta vô đây? Nhưng là như thế này. Anh Xin, mình sắp có kết quả giám định cụ thể của bà tôi rồi. Dạ. Yeah. Dạ. Hy vọng là nhanh chóng tìm ra chứng cứ sự việc để cho bà tôi nó đi được thanh thản. Mình đi nha. Tôi đi mà không nói gì hết trơn vậy? Cô làm gì vậy? Dạ, thưa bác sĩ, bác sĩ biểu tôi là phải đem cái thi thể này vào để tiến hành kiểm tra giám định ạ. Bạn đã. Xác này của ai vậy? Dạ, xác này của một người bị nhiễm bệnh. Dạ, tôi cho coi ra. Khoan đã. Dạ, bác sĩ dặn là trước khi tiến hành kiểm nghiệm thì không được đụng vào cái xác này. Là bởi vì người này trước khi chết bị nhiễm bệnh rất là nặng, bị truyền nhiễm. Bác sĩ sợ là sẽ bị lây lan. Cô trực ở đây à? Dạ. Chừng nào sẽ thay ca? Dạ thưa. Dạ 7 giờ sáng mai ạ. Tôi coi coi. Anh Xin, cái xác chết này đâu có liên quan đến vụ án của chúng ta. Anh không nghe bác sĩ nói à? Cái xác chết này bị bệnh truyền nhiễm, đến gần rất nguy hiểm á. Mình đi á. Phòng pháp y không chỉ là y tá giỏi có đầy đủ kinh nghiệm mà phải là một người có tâm với tất cả các xác chết. Bà vừa lưỡng thượng, trả lời thì ấp a ấp úng, làm sao có thể qua mắt cảnh sát chúng tôi cho được. Bà cải trang rất khéo và đột nhập thành công, nhưng không thể nào qua mắt chúng tôi được. Tôi và anh Xin đã đi một đoạn, nhưng anh ấy nhất định quay trở lại vì thấy nghi ngờ. Cũng may là các anh đến kịp lúc, trước khi bà ta phi tang thi thể. Mọi việc như vậy thì đã rõ. Bà ta biết chắc rằng với phương pháp nghiệp vụ, thế nào chúng ta cũng tìm ra được hung thủ. Chính vì thế bà ta muốn đánh cắp cái xác chết. Hành động đánh cắp thi thể của bà chứng tỏ bà có liên quan đến vụ án. Chúng tôi đã cho mời chồng và con của bà đến đây. Không, không liên quan. Không liên quan đến họ đâu. Là tôi đã giết bà ấy. Chồng và con của tôi là vô tội. Kìa mẹ, con, mẹ ơi, sao mẹ lại đến đây? Tại sao họ lại trói mẹ vậy? Mẹ làm cái gì vậy mẹ? Có chuyện gì vậy ba? Mẹ sợ liên lụy tới con. Mẹ sợ cảnh sát điều tra ra được, nên mẹ mới tới đây để mẹ phi tang chứng cứ. Trời ơi, mẹ ơi. Bà cô anh, bây giờ có chồng và con gái của bà ở đây, mọi việc như thế nào? Bà hãy thành thật và kể ra hết đi. Thật ra tôi đâu có ý giết bà ấy. Liệu có được không con? Mẹ thấy bà ta dữ dằn quá. Mẹ sợ là không thuyết phục được bà ta. Mẹ đừng có lo, mình chưa thử mà, làm sao mà biết được. Theo con nghĩ á, chung quy cũng là đàn bà, sẽ có sự yếu đuối và lòng trắc ẩn. Mẹ đừng có lo lắng quá nghe mẹ. Thì chỉ còn có cách này thôi. Nếu như mà ba con vẫn còn lăng nhăng với bà ta thì chắc mẹ con mình
phải ra khỏi nhà mới sống yên ổn. Không có đâu mà mẹ, mẹ đừng có lo. Con nghĩ không đến nỗi như vậy đâu mà. Mẹ yên tâm đi, mọi việc để đó cho con. Con sẽ tính, con sẽ tìm cách nói chuyện với bà ta. Mẹ cứ nấp vô trong đi mẹ. Con ráng, dạ. Cố gắng nha. Dạ. Con nhớ cẩn thận nha. Mẹ đừng có buồn nữa nha mẹ, mẹ chờ con. Cẩn thận nha cô. Không sao đâu mà mẹ. Tôi tới rồi nè. Sao? Mẹ con của cô có tiền trả chưa? Dây lúa dây tiền bao nhiêu năm nay không thấy nói năng gì hết. Không có phải chỗ thân tình với ba cô là tôi đốt cái nhà này lâu lắm rồi. Dạ, dì ơi, con cảm ơn dì. Con mời dì ngồi. Dì ngồi xuống cho con thưa chuyện với dì nghe dì. Dạ, hôm nay con có món quà muốn dành tặng dì. Chuyện này lạ, chắc là muốn mượn thêm tiền nữa phải không? Mẹ của cô là ghê gớm lắm. Mượn tiền mượn lúa của tôi không trả, mà tôi mới mượn chồng bà có một chút xíu mà làm thấy ghê hả? Dì ơi, dì đừng có nói như vậy. Chuyện đâu còn có đó mà. Giờ sao? Dạ, thưa dì, đây là chiếc khăn do chính tay của con chọn. Con dành tặng cho dì bằng tất cả tấm lòng để cảm ơn dì thời gian qua đã giúp đỡ gia đình của con. Coi cũng được, nhưng mà cũng chỉ đáng để lau dài thôi. Ngồi xuống lau dài cho tôi đi. Dì. Sao, không chịu phải không? Dạ. Dạ để con lau. Nói vậy thôi. Không có cần đâu. Bây giờ có gì thì cứ nói thẳng ra, đừng màu mè nữa. Thưa dì, con muốn... con muốn dì buông tha cho cha của con đi. Đó, thấy chưa, biết ngay mà. Biết ngay là khí đồ. Cái khăn chút xíu mà gớm vậy đó mà đòi trao đổi một cái chuyện lớn là sao? Không có được. Dì ơi, con nói cho dì biết, ai cũng biết á là dì xinh đẹp và sang trọng giàu có thế này nè, thì biết bao nhiêu người đàn ông đeo đuổi dì. Tại sao mà dì phải lấy người đàn ông đã có vợ chứ? Tưởng á là cô nói cho tôi chuyện gì khác, chứ té ra hai mẹ con cô chỉ là một ruột thôi. Thưa dì, mẹ của con là vợ có hợp pháp đàng hoàng với ba của con. Dì không sợ mẹ con kiện dì ra tòa sao? Kiện? Trời ơi, tôi sợ quá, tôi sợ quá à. Trước khi mà kiện tôi hả, là tôi kiện mấy người trước. Trời ơi, thiếu vàng, thiếu lúa, thiếu tiền mà không chịu trả, mà còn đòi kiện nữa hả? Cô biết không, cái số tiền mà tôi đưa cho ba cô đi đánh bài đó hả, còn lớn biết bao nhiêu lần cái tài sản gia đình này nè. Vậy bây giờ dì cứ nói thẳng đi, dì muốn con phải làm sao để dì từ bỏ cha con chứ? Từ bỏ? Tôi này không bao giờ bỏ một cái gì từ nhỏ cho tới lớn. Nếu mà tôi muốn, thế tôi muốn là phải có, là phải được, hiểu chưa? Từ nãy cho đến giờ con nói bao nhiêu lời dì vẫn khăng khăng không chịu. Dì đúng là một người đàn bà trơ trẽn. Cái gì? Mày nói cái gì? Mày nói ai trơ trẽn? Dì vẫn không chịu nè. Trời ơi, chồng người ta mà dì cũng xấu hổ. Mày bài học vậy là mày làm như vậy? Mẹ ơi, má, má, má,
sợ đó mẹ ơi. Làm sao đây mẹ ơi? Mình đi tự thú đi mẹ ơi. Không được đâu con. Con ơi không được đâu. Con còn nhỏ lắm. Tương lai của con còn phía trước. Mẹ mình con mình phải làm sao bây giờ? Mẹ con mình giết người rồi. Sao mẹ? Mình phải thủ tiêu. Mình phải phi tang. Đúng rồi, không lấy xác thì không kết án được. Phải rồi, không lấy xác thì không kết án được. Đúng rồi, con ơi. Mẹ ơi. Chở cho con mình trong bất kỳ tình huống nào. Chính vì điều đó bà vô tình gây ra cái chết không đáng cho bà Toi. Tôi làm chồng làm cha mà không hề hay biết chuyện này. Tôi đúng là đồ tồi. Để cho bà Toi phải hiếp đáp con tôi và vợ tôi, giết chết bà tôi như vậy. Chúng tôi không cố ý giết chết bà ta đâu. Vì mẹ tôi thấy tôi bị đánh cho nên mẹ tôi mới cố gắng đẩy bà ta ra. Mẹ tôi không cố ý giết người. Các ông đừng bắt mẹ tôi mà. Tôi xin các ông đừng bắt mẹ tôi. Cho dù không cố ý giết bà tôi, nhưng bà Hồng Anh và cô Giao vẫn phải bị truy tố về tội cố ý xâm phạm mồ mả hài cốt, quăng thi thể của nạn nhân xuống sông để phi tang. Mẹ không muốn liên lụy tới con đâu. Mẹ sẽ nhận hết mọi tội lỗi. Không mẹ ơi, mai sau này không có mẹ bên cạnh chăm sóc, con nhớ tự lo cho mình nha con. Mẹ ơi, không đâu mẹ ơi. Tại con mà mẹ phải chịu khổ. Mẹ đã lớn tuổi rồi, con không muốn mẹ chịu cực khổ như vậy đâu. Con thương mẹ lắm mẹ ơi. Tại tôi cứ lăng nhăng không chịu chăm sóc gia đình cho nên mới để xảy ra nông nổi như vậy. Trời ơi, lẽ ra tôi phải bị trời trừng phạt mới đúng chứ. Thôi được rồi, vụ án như vậy coi như đã rõ. Ba người hãy theo tôi về đồn để lấy lời khai, chờ đưa ra tòa xét xử. Cái gì vậy? Anh xin à, người ta mới tìm được một cái xác được chôn sâu dưới cát gần chỗ giấu xác của bà Toi. Tương đối còn nguyên vẹn vì đã được vùi sâu trong cát từ lâu, cho nhiệt độ rất là ổn định. Ông Mắt, ông là người ở vùng này, ông nhìn thử xem có nhận ra người này không. Bà tôi. Tôi à, cho dù có bị đốt ra tro tôi cũng phát hiện ra được chính là bà tôi.
rồi. Bộ đồ này, hôm đó bà ta mặc bộ đồ này nè, đúng là bà tôi rồi. Không phải là con đã một hòn đá vào cái xác đó sao? Không, con tưởng là mẹ còn chứ. Không, mẹ thật lòng không biết. Hôm đó chính mắt mẹ thấy con hồn bao lại. Mẹ cứ tưởng là con bỏ hòn đá vào trong cái bao đó rồi quăng xuống, mà mẹ không hề hay biết. Không, con không có bỏ hòn đá nó vào. Như vậy đây chính là thi thể của bà tôi, bỏ trong cái bao không có viên đá. Còn cái thi thể không nhận dạng được này là ai? Thật là bế tắc. Vụ án vừa ngã ngủ, hóa ra cái xác không phải là bà tôi. Có thể là chúng ta không nhận dạng được cái xác, nhưng chúng ta có những manh mối. Cái thứ nhất là hòn đá nằm trong cái bao dấu xác. Thứ hai là hạt lúa trong thi thể của nạn nhân. Nói vậy anh nghi ngờ cái xác ấy có liên quan đến gia đình ông Mắt à? Đúng. Dù thế nào thì chúng ta cũng phải chú ý từng manh mối cụ thể của nó. Trước giờ gia đình ông Mắt đã có quan hệ rất nhiều người buôn bán lúa, chứ không riêng gì bà tôi. Dạ. Dạ hai anh, dạ đến hỏi tôi có chuyện gì không? Tôi muốn biết là hòn đá ở trên hồ nội bộ mất từ khi nào? Dạ cái hòn đá nó mất trước khi bà tôi chết. Vì vậy thì chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ đánh cắp hòn đá. Ông còn nghi ngờ ai không? Dạ. À, tôi nhớ rồi. Ai? Một người đáng nghi lắm. Ê, ông nói bậy gì vậy? Chính nó. Tôi thấy nó thường xuyên tới đây. Nó dựng vô hàng đá. Và có lần á, chính tôi và vợ tôi thấy nó cố tình á muốn nảy cái hòn đá lên. Chính nó đã đánh cắp. Cậu đã ăn cắp hòn đá để tiến hành dấu xác. Cậu khai thật đi, hung thủ có phải là cậu không? Vậy không phải, phải tôi không phải là hung thủ đâu. Thật sự là tôi có tới tôi xăm soi trên cái hòn đá, nhưng mà tôi tính nại về không phải cho tôi mà cho ai? Cho ai? Cho bà tôi. Ê, khoan, còn lấy hòn đá cho bà tôi để làm gì? Tôi lấy làm gì? Tôi thề tôi lấy cho bà tôi thiệt. Tôi thề của trời đất chứng minh á. Bà để làm gì? Tôi không biết nữa. Mà bà tôi bắt tôi lấy một cái hòn đá đem về nhà, mà tôi có lần tôi nại mà không có thành công á, rồi cái tôi mới lấy đại một hòn đá ngoài đường tôi đem về. Bà tôi nhất định không có chịu. Bà tôi nói với tôi á là phải là cái hòn đá trong sân vườn của ông Mát. Vậy sau đó cậu thấy rằng hòn đá nằm trong thi thể của nạn nhân, tại sao không báo chuyện này cho chúng tôi biết? Dạ tại vì sợ. Cậu sợ cái gì? Dạ tại vì cảnh sát nghi ngờ cái xác đó là của bà tôi, nên tôi không có dám nhận tôi là kẻ đánh cắp hòn đá. Tôi sợ bị nghi ngờ. Anh xin, theo tôi nghĩ rất có thể bà tôi là hung thủ của cái xác kia, bởi vì chính bà ta là người có mục đích muốn sở hữu hòn đá rõ ràng nhất, và bà ấy cũng là người cuối cùng sở hữu hòn đá đó. Trời ơi như vậy bà tôi là hung thủ giết người. Trời ơi,
tại sao tôi không nghĩ ra chuyện này? Vậy cái xác kia đích thị là của bà Quy rồi. Bà Quy, đúng rồi, tôi thấy rằng bà Quy cả nửa năm nay biến đâu mất tiêu à. Tôi sẽ cho tiến hành kiểm tra nhà bà Quy và cho xét nghiệm ADN thử xem mẫu tóc và da có trùng với bà Quy hay không. Dạ, chào hai anh. Hôm nay có tin tức gì mới không anh? Có, hôm nay chúng tôi mời anh đến để làm rõ về cái chết của bà Quy. Cái chết của bà Quy? Thì vậy là cái xác đó là của bà Quy hả? Thấy chưa, tôi nghi đâu là có đó à. Trời ơi, tội nghiệp cho bà Quy quá. Chúng tôi khẳng định điều đó là sau khi đã cho xét nghiệm xong. Hay, hãy cho tôi biết giữa bà Quy và bà tôi có mâu thuẫn gì không? Dạ, chứ chuyện này chứ chắc tôi không rành bằng người bên đây đâu. Ông Mắt, thế nào hả? Dạ, cái chuyện này cũng do cái tính ông bướm của tôi mà ra. Sao vậy trời? Trời ơi, cười cục quá rồi. Sao? Ê, đứng lại. Ai vậy? Ai kêu tôi đó? Nè, bà tắt đây làm gì? Bà Quy phải không? Chứ ai? Bà hỏi tôi tới đây làm cái gì hả? Ừ. Tôi mới là có người có quyền hỏi bà câu đó. Bà tới đây làm cái gì? Nè nha, tôi nói cho bà biết nha, chồng sắp cưới của tôi đó mua được một chiếc vòng ngọc rất là đẹp, rồi hẹn tôi ra đây là tặng cho tôi đó. Mắc cười quá à. Không biết tôi có nghe lầm không vậy? Chồng sắp cưới. Bà hả? Ấy rơ, ấy rạc, ấy chồng, ấy dơ, 40 năm nay thân nhân còn không thèm sống với bà nữa. Ai mà dám rước bà mà bà đặt khoe chồng sắp cưới. Nè nha, bà ngắm cái miệng của bà lại đi nha. Nghĩa là tôi muốn ăn ai, tôi ở với ai, mặt tình của tôi, mắc gì mà bà quản hả? Mà bà tới đây để bà làm cái gì mà nói tôi nghe coi. Tôi nói ra câu này tôi biết bà không có vui, nhưng mà tôi phải nói là anh Mark đó, anh hẹn tôi ra đây nè, anh tặng cho tôi một chiếc vòng thạch anh vô cùng quý giá. Cho nên bây giờ ai mà có chiếc vòng đi chăng nữa cũng không bao giờ so sánh được chiếc vòng mà tôi sắp nhận được. Trời ơi, bà là cái thứ gì mà anh Mark phải tặng vòng ngọc cho bà chứ hả? Tôi không là cái thứ gì hết á, nhưng mà tôi báo cho bà biết, tôi sắp là mẹ của con anh ấy, cho nên bà gian ra. Trời ơi, bà có nhìn lại bà không? Trời ơi, cái thùng nước lẻo của bà bự như vậy, và cái tuổi của bà là đã 40 mấy, gần 50 tuổi rồi, mà còn đời của nó có con cái. Nên vô duyên làm gì cười hoài hả? Tức cười quá. Bà Quy à, nếu mà nói về mập và thùng nước lèo bụng bự thì chưa chắc ai bự hơn ai đó. Nhưng mà tôi báo cho bà biết, tôi có tin vui rồi. Anh Mark là của tôi. Xí, anh Mark là của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Bà giang ra. Bà giang ra. Bà đó. Bà đó. Của tôi. À. Trời ơi, hai người đến đây nha. Mát em à. Anh hứa với em đó là anh kêu em tới đây anh tặng cho em chiếc vòng đó. Em bỏ hết mọi thứ em tới đây em chờ anh đó, vòng đâu.
Bảy nói bậy đó à. Bả đâu có dính dáng gì tới anh đâu. Chiếc vòng đó là của anh cho em, có đúng không hả má? Thôi bây giờ hai người về giùm tôi đi. Được. Sao vậy? Ôi, cái này hả? Đứng ở đây, vợ tôi nó biết được cái, nó làm ầm ĩ lên á. Đâu, em không biết đâu. Anh hứa với em là anh ly dị vợ để mà anh cưới. Cưới em mà giờ tự nhiên hai người xuất hiện cùng một lúc, anh cưới ai? Nói đi, nói đi. Nói cho nghe nha. Nếu mà anh không trả lời dứt khoát, tôi đứng đây hoài, tôi không có đi đâu, tôi đứng đây hoài, tôi không có đi đâu à. Anh giải quyết chuyện này đi, sống chết gì hôm nay em cũng phải ở đây em lấy cho được chiếc đơn. Đứng tôi lúng đắt luôn. Từ từ để em tính như anh. Vòng ở đâu? Vòng đâu? Tại sao? Tại sao hứa cho em rồi nói cho bà làm chi vậy? Thôi anh không nói đâu. Anh đâu có nói gì đâu. Là sao vậy? Anh đâu hứa với em rồi, chức vòng đó anh cho em, sao tự nhiên cô bả hay chưa vậy? Bây giờ nè. Anh đâu có cho bả hay không? Chứ tại sao lại như vậy? Sao bả biết? Bây giờ nè, anh không đưa ra phải không? Em lột. Từ đây nè, đây nè, vòng đây. Nhưng bây giờ tôi cũng muốn đưa lắm, nhưng mà chỉ có một chiếc vòng thôi. Mà hai người, tôi biết sao giờ? Nè, vòng đây. Nè, đó đó. Lấy được rồi. Cô mẹ ác độc, lấy chiếc chồng có lấy được đâu mà mình đã lấy được rồi mừng ha. Tôi lấy được nè. Trời ơi, chiếc chồng gãy rồi. Gãy rồi. Trời ơi, đồ xui xẻo. Nè, cho bà đó, bà lấy luôn đi. Không có được. Bà làm gãy rồi thì bà phải chịu trách nhiệm trước anh Mát. Trời ơi, cái phần xui xẻo này bà nhận lấy không, đi. Của bà. Bà làm gãy thì bà phải lấy. No, no, no. Của bà. Không được. Bà lấy. Của bà thì của bà lấy đi. Buông ra. Không buông, của bà. Thôi được rồi. Sao? Để tôi. Không sao hết trơn á. Giữ đi. Xui xẻo bà lấy đi, còn tôi về với anh Mát. Tôi rất hối hận về những hành vi sai trái, thiếu trách nhiệm của bản thân mình. Tôi đã có vợ con rồi mà còn ham tiền, ham sắc, và để xảy ra những sự việc đáng tiếc như vậy. Tôi có tội nhiều lắm. Ôi, đàn bà thật là ghê gớm. Sự ganh ghét mà đố kỵ bùng lên rồi là không có gì ngăn cản họ được hết trơn. Nói vậy, anh đã sớm biết kế hoạch của bà Thôi à? Không có, tôi sớm biết trước được kế hoạch của bà Quy. Mà tự nhiên núp lơ lo lo lại gì? Đi kiếm cậu đó. Tôi đi kiếm cậu đó. Kiếm gì? Tôi có công chuyện làm ăn, phải rảnh như bà tối ngày đi vòng vòng đâu. Thì đây nè, tôi cũng đi kiếm chuyện làm ăn cho cậu đây nè. Tôi tính kiếm cậu là nhờ cậu giúp tôi một việc, rồi tôi sẽ trả công cho cậu nè. Làm không? Nếu không làm thì thôi. Nè. Hả? Nói thiệt với chị nha. Tôi rất ghét những cái loại người mà chưa có chuyện sai gì mà đưa tiền nhá nhá vô mặt tôi không có làm đâu. Trời ơi, tôi đâu có biết cậu làm gì đâu. Nè, lại đây nói cho nghe nè. Tôi chỉ cần cậu giúp tôi cho nó một nhát cảnh cáo thôi. Làm sao?
là sao? Vậy đó. Không hiểu. Trời ơi thì chém cho nó một cái vậy nè. Chém? Ừ. Chém ai? Hả? Tôi. Thôi thôi, tôi không có làm vụ này đâu. Tôi nói thiệt nha, tôi công chuyện làm ăn tôi là lương thiện nha. Đừng có xúi tôi làm cái chuyện ngoài bậy bạ vậy, tôi không có làm đâu. Trời đất ơi, tôi có biết cậu làm cái gì ác ngơn sất đất đâu mà sợ. Chỉ cần cho nó một nhát cảnh cáo thôi, cái chuyện đó rất là bình thường, đâu có cái gì đâu. Nè tôi nói cậu nghe, bây giờ nè, cậu bịt mặt lại, cậu rình trong bóng tối, đợi cái lúc đi qua một cái xác xong, được chưa? Nhưng mà tôi hỏi chị nè, mà mắc mớ gì chị thù hằn gì với người ta mà chị kêu tôi chém người ta? Sao không thù hằn? Bây giờ cậu nghĩ coi nè, ha, ông Mát, ông hứa ông ly dị là ông cưới tôi chứ sao? Tự nhiên cái bây giờ nó nhảy sòng sọc vô cái giật tay trên của tôi hả? Đáng tặng cho nó một nhát không? Tặng cho nó một nhát. Bây giờ cậu làm không? Cậu không làm, tôi đi kiếm người khác đó. Đi kiếm người khác đi. Tôi không có dính dáng vô mấy cái chuyện tù tội rồi đâu. Trời ơi, thấy anh dở vậy mà nhát như con thỏ. Được rồi, không làm, tôi đi kiếm người khác. Tôi anh. Ê, khỏe không? Khỏe không? Chị tôi ơi, nguy rồi, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Trời ơi, tự nhiên gặp chị cậu không mừng. Mà cậu làm gì cậu hoảng hốt vậy? Trời, có chuyện gì? Có chuyện lớn rồi. Chuyện lớn gì? Chuyện của ai? Chuyện của chị gì? Chuyện của ai? Chuyện của chị là sao? Mà tôi hỏi chị giờ này, chị đi đâu đây? Chị đi kiếm anh Mát chứ đi đâu. Chị tới nhà anh Mát chị kiếm ảnh, có chuyện gì vậy? Chị tìm ông Mát hả? Ừ. Đúng rồi. Chị ơi, em rú em biết hỏi gì luôn. Mà bây giờ em hỏi thiệt chị nè, chị có thù hằn với ai không? Không, trời ơi, chị dễ thương, chị đàng hoàng như vậy. Ai mà có thù hằn với chị? Không có. Bà Quy có không? Chị đang vui, em làm chị giận lên rồi. Chị nổi điên rồi khi mà em nhắc cái tên cái con mụ đó. Trời ơi, chị nói cho em nghe, cái con mụ đó là một con mụ phản bội. Trước đây đó, mụ thấy chị hả buôn bán lúa có lời quá đi, cái mụ lân la muốn làm quen với chị, cái mượn vốn chị làm ăn. Chị thấy tội nghiệp, vừa già vừa xấu mà vừa côi cốc không có thân nhân. Rồi sau một thời gian buôn bán em, chị chỉ đó, cái bỗng dưng xin lời có tiền mà không trả cho chị, mà còn giật người yêu của chị nữa. Có nổi điên hay không chứ? Chị, bây giờ em nói chị nghe. Có chuyện gì? Em nói. Nguy dữ lắm, ảnh hưởng tính mạng của chị luôn. Bây giờ nếu mà chị nghe lời em á, ừ, chị rời xa ông Mát được không? Coi như là khỏi cưới được không? Em ơi, chị biết chị vừa đẹp chị vừa giàu nữa, thiếu gì người. Còn anh Mát, trời ơi, vừa có vợ có con mà định mệnh em ơi, không biết tự nhiên làm sao mà gặp nhau là yêu say đắm. Bây giờ chị chỉ hy vọng một điều thôi, là bây giờ anh hối với chị, anh ly dị vợ để anh cưới chị em ơi. Trời ơi, nguyên như vậy mà còn cưới cái gì nữa. Em nói chị nghe á, là có người á là nhờ em á là chém chị đó. Có người nhờ em chém chị? Trời ơi, ai mà nó khùng như vậy. Trời ơi, em á, mặc dầu là tụi mình không có bà con gì hết, nhưng mà đều coi như là ruột thịt gì đó, đúng không? Đứa nào mà nó điên mà tự nhiên nó mướn em chém chị là sao? Ai? Bà Quy đó. Con này nó điên rồi, nó khùng rồi, nó nghĩ sao? Trời ơi, nó mướn một người thân của mình đi chém mình. Nó mướn em đi chém chị. Chết rồi. Ai có nợ mà tham tiền em giết chị không em? Trời ơi, chị nói khùng gì vậy? Có không? Trời ơi, chị nghĩ sao? Em mà muốn giết chị, em mà tham tiền á, em nói chuyện này cho chị nghe làm chi, đúng không? Mày em nói cho chị, em nói chị biết á, là bà nhờ em á là chém chị mà em không có chấp nhận cái điều đó, nên bà đi nhờ người khác rồi. Em nói cho chị á, để chị cảnh giác, nhớ nha.
Nguy hiểm thì sao mà có thiệt vậy hả em? Thằng Y đâu rồi? Vô tao biểu coi. Dạ 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 con vô liền. Chị thôi, chị nhớ nha, phải đề phòng, phải cảnh giác nha. Nhớ nha. Vô lý quá. Nó còn thiếu tiền mình, nó quỵt nó không trả, rồi nó còn giật người yêu của mình, rồi bây giờ nó còn mướn người thân để giết mình nữa. Bộ đàn bà khốn nạn, nó đòi giết mình à? Không, không dễ gì, không dễ gì đâu. Không. Đó. Rồi một ngày sau, bà tôi kêu tôi á lén vô sân vườn nhà của ông Mát nè, lấy cái hòn đá này đem về. Mà lúc đó tôi cũng không nghĩ là bà tôi dùng cái hòn đá đó làm cái vật nặng để mà lôi xác của bà Quy xuống đáy sông. Nhưng tại sao phải là hòn đá của nhà tôi? Để khi một việc dở ra đó, chú tôi nghi ngờ vợ con ông chính vì ghen hờn mà giết chết tình địch của ông. Cái này người ta gọi là một mũi tên mà trúng hai đích. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Chính bà Toi đã giết chết bà Quy, rồi dùng hòn đá ở nhà ông Mắt bỏ vào bao thi thể của bà Quy và dìm xuống sông. Sau đó, trong một lần cãi giả với vợ con ông Mắt, hai bên xô xát nhau, bà Toi bị ngã và chết do chấn thương. Có một điều trùng hợp là hai cái xác lại được giấu gần nhau, nên tạo ra sự nhầm lẫn ban đầu. Nói thì nghe phức tạp như vậy, nhưng thật ra thì rất đơn giản. Tất cả mọi việc cũng chỉ vì tình và tiền. Hai người phụ nữ khi còn sống thì ghen tuông, thù địch, đấu đá nhau. Nhưng đến khi chết thì lại nằm cạnh nhau. Giá như mà ông Mắt sớm nhận ra lỗi lầm của mình, quay về với gia đình, quay về với vợ con. Giá như mà những người phụ nữ kia biết yêu thương nhau hơn, có lòng vị tha hơn, thì sẽ không có vụ án này, không có hai cái xác ở trên sông. Cái xác này đã nằm trong nước quá lâu, giờ đang trong thời kỳ phân hủy mạnh. Tại sao các anh tìm được nó? Trên trời họ thả lưới và vô tình mắc vào cái bao này. Tôi, chính tôi là kẻ đã đẩy ba tôi ngã. Tôi là kẻ giết người.